Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về đề án khu ẩm thực kinh doanh có thời gian trên một số tuyến đường ở quận nhằm tổ chức sắp xếp cho người có hoàn cảnh khó khăn đang kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Theo đề án, thì vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, đường Chu Mạnh Trinh và công viên Bách Tùng Diệp ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng dự kiến sẽ được thiết kế thành phố bán hàng rong. Đây là những tuyến đường vị trí có vỉa hè rộng trên 5m, thuận tiện cho việc đậu và giữ xe. Trong giai đoạn thí điểm, quận 1 sẽ bố trí 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở quận được bán hàng. Thời gian kinh doanh là từ 6 đến 9 giờ và từ 11 đến 13 giờ, dự kiến không thu phí và sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế sau một tháng thí điểm. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận 1 cũng báo cáo về việc tổ chức phố đi bộ Bùi Viện, dự kiến được tổ chức từ 19 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau và dự kiến tổ chức từ ngày 30 tháng 4 tới đây.